Bây giờ là sự nghiệp thành công rồi đúng không? Đúng rồi. Có tiền, có hết tất cả mọi thứ. Yêu một cô bé đó xinh quá. Và anh Nguyễn thích bé đó cực kỳ, cho hết mọi thứ. Đúng. Xong rồi cuối cùng nhỏ nó bỏ đi thì sao? Đâu có sao. Trời. Cái mà quan trọng là gì? Để có được một người ở với mình tới cuối đời. Nếu em tính toán, em sẽ không trải qua những vài cuộc thăng trầm trong cuộc tình. Và em không nhận biết là cái mô típ người phụ nữ nào sẽ hợp với em để sống với em lâu dài. Đúng chưa ạ? Ví dụ như em chỉ có quen một người thôi. Quen người Như Như đi. Một người tính toán Như Như. Chị nói mà. Thì làm sao em biết được là em gặp cô thứ hai, thứ ba có phải hợp với em hay không? Em chỉ biết được một người là Như thôi. Đừng có tính gì hết trơn á. Mình cứ thuận theo tự nhiên. Mình đi thẳng thẳng tới. Vậy là giống như con thiêu thân lao vào tình yêu thế gian. Giống như con ông bà không thể quèo tình ái mặt ngọt. Lâm nè, với quan điểm riêng á, cái chữ tính toán nó chỉ được áp dụng sau khi mình kết thúc một cuộc tình. Mình sẽ suy nghĩ là trong chuyện tình đó tại sao lại đổ vỡ, lỗi ở mình hay là lỗi như thế nào, hoặc là do cả hai không hợp nhau. Mình ngồi mình nhìn lại, mình tính toán là coi là sắp tới phải như thế nào. Đừng xài cho tính toán. Đối với em nghĩ là lên kế hoạch cho tương lai thì đúng hơn. Nghe tính toán nó sợ lắm. Không gật. Mình phải lên một kế hoạch để làm sao ở tương lai mình phải sướng và hạnh phúc nhất với cái người hiện tại. Đúng. Đó. Lên kế hoạch cho tương lai. Cái gì vậy? Mà phải tính. Mình phải tính mới lên kế hoạch được chứ. Thôi được rồi, cái phần tính toán mình sẽ tạm tính vào phần sau. Tại vì ai cũng có cái đúng hết trơn á. Xin mời quý vị khán giả nghỉ giây lao, trong ít phút chúng tôi sẽ quay trở lại ngay ạ. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Tài Tắm Tếu. Và chủ đề ngày hôm nay đó là yêu không cần tính, yêu không cần suy nghĩ, yêu không cần lo lắng, yêu không cần quan tâm đến ngày mai, ngày sau như thế nào. Ủa sao em nhìn chị dữ vậy? Em coi chị nói tới đâu. Thật sự là tới giây phút này chị cảm thấy bị sảng rồi đó. Sao sảng? Số nào cũng vậy mà. Phải không? Mình không cần lý lẽ nhiều đâu, lý lẽ thuộc về Will. Vâng, Will, hãy nói lý lẽ của mình đi nào. Vậy bây giờ cho hỏi ba bạn nha. Hỏi hoài. Trong một cái chuyện tình yêu, thí dụ mình còn trẻ đi, mình yêu một người nào đó mà mình cứ sợ là mình không có đến được với họ, hoặc là không thương mình đâu, mình ngại, mình tính toán, suy nghĩ là thôi tôi không dám nói đâu. Đôi khi có những trường hợp nó sẽ làm lỡ cỡ đi một mối tình đẹp ở thời tuổi trẻ, nhưng mà nhiều khi người ta thích mình thiệt mà mình không chịu dám ngỏ lời, thì lúc cái đó là có nên không? Ủa chứ mình không nói. Hỏi cái cứng họng luôn. Em nghĩ vậy nè, mình phải tính thời điểm để mình nói ra cái điều đó. Nếu mình không tính là mình sai. Đúng. Không nên bỏ lỡ cái chuyện đó. Đón xem Tài Tám Tếu 19 giờ Chủ nhật trên HTV7, 19 giờ 30 Chủ nhật trên YouTube Madison Media Group.